Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu tiết số 1, bài 22. Phép cộng các số có nhiều chữ số. Vở bài tập môn toán lớp 4, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra. Trang số 75 nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Bài 1 người ta yêu cầu cái gì? Tính rồi tô màu đỏ vào trang giấy ghi phép có kết quả là lớn nhất và màu vàng vào trang ghi kết quả bé nhất. Đó, như vậy thì điều đầu tiên chúng ta phải là gì? Tính. Chúng ta có đây nè. 32.000 cộng với 5.000 nè. Thì các em cứ cộng theo hàng dọc từ bên phải sang, đúng không? 0 cộng 0 bằng 0 nè. Rồi, đến thầy xem nào. Bút này em muốn hết mực à? Rồi, 0 cộng 0 bằng 0 tiếp nè. Được chưa? 0 cộng với 0 cũng bằng 0 nè. 2 cộng với 5 là 7. 3 chúng ta hạ 3. Như vậy anh này được 37.000. Sang phép tính thứ hai, 0 cộng 0 bằng 0, 2 cộng 8 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 4 này, thêm 1 là 5, vậy thì 5 cộng với 3 là 8, và 7 cộng 6 là 10, 13. Được chưa? Rồi, sang phép tính tiếp theo, 5 cộng 0 bằng 5. 8 cộng với 9 là 17, viết 7 nhớ 1. 0 thêm 1 là 1, vậy thì 1 cộng với 4 bằng 5. 6 cộng với 2 bằng 8. 2 chúng ta hạ 2 nhé. Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta đã thực hiện xong 3 cái phép tính này. Và yêu cầu này, trong 3 phép tính này thì phép tính nào lớn nhất mình sẽ tô màu đỏ và bé nhất sẽ tô màu vàng. Các em nhìn số nào lớn nhất nhỉ? 37.000 này, 13.000 này, 28.000 này. Thì 37.000 đây sẽ là gì? Số lớn nhất, đúng không? Mình sẽ tô màu gì? Màu đỏ. Đó, các em sẽ tô màu đỏ vào cái phép tính này. Được chưa? Rồi. Đấy, thầy tô tượng trưng vậy nha. Chúng ta biết đây là màu đỏ, chúng ta tô vào thôi. Ok. Rồi, và tô màu vàng vào phép tính bé nhất. Ok chưa? Rồi, các em lấy màu vàng. Đây, cái màu vàng của thầy đâu rồi? Màu vàng vào phép tính có kết quả bé nhất. Rồi, ok con dê chưa? Xong nhá. Sang bài 2, người ta yêu cầu là đặt, tính, rồi tính. Như vậy đây mình có mấy? 4 cái phép tính. Chúng ta sẽ thực hiện thôi. Thầy sẽ kẻ xong, sau đó chúng ta gì? Đặt tính nhá. Năm nghìn, 200, 10, 18 cộng cho 4.000 à, đặt đúng không à, 071. 8 cộng với 1 thì bằng 9 à, 1 cộng 7 bằng 8, 2 cộng 0 bằng 2 và 5 cộng 4 bằng 9. Khá là dễ dàng rồi đúng không? Rồi, xong phép tính thứ hai này. 53.000, 700, 20, 28 cộng 6.000, 6.000 à, 200, 50, 51, 8 cộng 1 bằng 9, 2 cộng với 5 bằng 7, 7 cộng với 2 bằng 9,
6 cộng 3 bằng 9, 5, hạ 5. Dễ không? Khá là giản đơn đúng không? Rồi sang hai phép tính tiếp theo. Ở đây có hai phép tính cộng, thầy cũng sẽ kẻ luôn cả hai phép tính này. Rồi phép tính thứ nhất nào. 1, 5, 2, 3, 6, 7 cộng 4, 3, 7, 4, 3, 2. 7 cộng 2 bằng 9, 6 cộng 3 bằng 9, 3 cộng 4 bằng 7, 2 cộng với 7 bằng 9, 5 cộng 3 bằng 8, và 1 cộng với 4 thì được 5. Được chưa? Rồi sang đây nào. 3, 6, 0, 7, 3, 8 cộng cho 5, 8, 2, 5, 8, 2, 3, 5, 2. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 thêm 1 là 4, vậy thì 4 cộng 5 bằng 9. 7 cộng 3 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1, 0 thêm 1 là 1, vậy thì 1 cộng 2 bằng 3. 6 cộng 8, 14, viết 4 nhớ 1. 3 thêm 1 là 4, 4 cộng 5 bằng 9. Xong nhá. Rồi như vậy, như bài số 2 này ai không làm được thì không nên chơi game nữa đúng không? Xóa game thôi, không leo ganh leo gì nữa nhá. Sang bài 3 nào. Một trang web trong ngày thứ nhất có ngày thứ nhất này, ngày 1, thầy ghi đây ngày 1 thôi, có là 215.382 lượt truy cập. Ngày thứ hai có nhiều hơn ngày thứ nhất. À, vậy thầy vẽ ra sơ đồ đi. Đây là gì? Ngày thứ nhất. Được chưa? Đó, đây là cái ngày thứ nhất mà cái trang web này này có cái số lượt người truy cập là bằng này. Rồi, ngày thứ hai này. Ngày thứ hai đúng không? Cũng có cái số lượt bằng với ngày thứ nhất này này. Nhưng mà nó hơn, hơn cái ngày thứ nhất ở đoạn này này là 20.000 nè. 20.213. Rồi, giờ ta hỏi ngày thứ hai có bao nhiêu? Vậy ta hỏi này, ngày thứ hai đây này là có bao nhiêu, và cả hai ngày này có bao nhiêu? Wow, này toán lớp 2 à? Đúng không? Đâu phải toán lớp 4 đâu. Như vậy chúng ta sẽ sang đây để chúng ta trả lời nhé. Đầu tiên ta hỏi ngày thứ hai và cả hai ngày, đúng không? Rồi câu A này, chúng ta sẽ trả lời ngày thứ hai. Ngày thứ hai có số lượt, có số lượt này truy cập, truy cập này cái trang, trang web đúng không, sẽ là đúng chưa? Đó, hoặc là gì, các em có thể trả lời số lượt truy cập trang web ngày thứ hai có là cũng được nhá. Như vậy mình sẽ lấy ngày thứ nhất 215.382 cộng với phần hơn 20.213. Rồi các em cộng hai cái tổng này vào, 215.382 cộng 20.213, 5.95.532. Như vậy sẽ được 235.59.95.
2, 3, 5. 5, 9, 5. Đơn vị đây là lượt. Được chưa? Rồi, mình tính được ngày 2, tính được này, có ngày 1 rồi thì có tính được cả 2 ngày không? Quá dễ đúng không? Vậy thì câu B. Cả 2 ngày. Cả 2 ngày có số lượt truy cập trang web sẽ là, được chưa? Các em lấy ngày thứ nhất 215382 cộng ngày thứ hai vừa tính xong 235595. Rồi chúng ta lại cộng hai cái số này vào 215382 cộng cho 235595. Được chưa? 7 nè, 7 nè, 9 nè, đúng không? 0, 2 với 3 bằng 5, 2 cộng 2 bằng 4. Như vậy sẽ là 450.997. Được chưa? 450.977. 450977. Đơn vị đây là lượt. Rồi, và đến đây các em chỉ việc ghi cái gì nhỉ? À, đáp số bao nhiêu? 450977. Lượt gì? Lượt truy cập. Tức là lượt truy cập hay gọi là lượt xem đấy các em. Rồi, đến bài 4 nào. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Robot đang ở ô trung tâm của một bảng vuông như hình dưới đây. Thế này, đây là vị trí của robot này. Đó, đây vị trí của robot đúng không? Rồi, ta quan sát này. Ở mỗi bước, robot chỉ di chuyển đến những ô vuông có chung cạnh với ô vuông trước đó. Tức là gì? Nó chỉ di chuyển theo hàng ngang. Hàng ngang này, nó chỉ đi ngang này, hoặc là dọc, mà không di chuyển theo đường chéo. Tức là gì? Nó chỉ có thể đi, ví dụ từ số 2 đây chẳng hạn, nó chỉ có thể đi sang 4, sang 8, hoặc là gì? Đi lên trên này hoặc xuống này, chứ không có di chuyển từ 2 xuống 0 thì được nhá. Được chưa? Được chưa? Tức là hướng di chuyển của con robot này nè, nó chỉ có thể là gì? Di chuyển ngang và dọc như này. Đó, chứ không di chuyển theo hướng đường chéo nha. Rồi, ok. Và không quay lại những ô đã đi qua. Tức là ô nào nó đã đi qua rồi thì nó không quay lại nữa. Rồi, chẳng hạn, với cách đi theo đường mũi tên như trong hình vẽ trên, robot sẽ có được số 347803. Đây, đi sang số 3, sang số 4, xuống số 7, sang số 8, xuống số 0, sang số 3. Rồi, hiểu chưa các em? Yêu cầu nè, số lớn nhất có 6 chữ số mà robot có được nếu xuất phát từ ô trung tâm. 6 chữ số, 6 chữ số. Như vậy các em thấy này, robot mà xuất phát từ ô trung tâm mà muốn là số lớn nhất này, thì các em nhìn đây, xung quanh bạn robot này, theo hàng ngang và cột dọc có số 4, số 3, số 1, số 2. Như vậy số 3 nó đi rồi đúng không? Không đi lại. Vậy thì giờ chỉ còn mỗi số nào? Số 4 này thôi đúng không? Đó, số 4 là lớn nhất này. Vậy thì robot đến số 4 này rồi, muốn tìm được ra là cái số lớn nhất á, thì đây nó có 3 hướng đi. 1 là 2, 5, 0. Vậy các em sẽ thấy trong 3 số này, số 5 sẽ là số lớn, lớn hơn. Do vậy robot sẽ đi sang hướng số lớn, lớn hơn nhá. Rồi, đến đây nó cũng lại có mấy hướng đi? 2 hướng đi thôi, sang 3 hoặc là gì?
là 2. Không xuống đây được bởi vì ô này đã đi rồi đúng không? Vậy thì số 3 sẽ là số lớn hơn, nó sẽ đi theo hướng số 3. Đúng chưa? Đó. Rồi, đi đến 3 đây rồi thì chỉ còn một con đường duy nhất là lên 1 thôi chứ không còn con đường nào khác đúng không? Vì số 4 đã đi rồi. Được mấy số rồi? 1, 2, 3, 4. Vậy thì 5. Rồi, và cuối cùng đây là gì? 6. Đó, vậy thì số lớn nhất sẽ là gì? 4, 5, 3, 1, 2, 0. Dễ không? Rồi, số lớn nhất ở đây chúng ta sẽ tìm được là gì? 4, 5, 3, 1, 2, 0 nhé. Ngược lại này, số bé nhất có 6 chữ số mà robot có xuất phát. Nếu xuất phát từ ô trung tâm cũng là 6 chữ số nhưng mà giờ yêu cầu là gì? Bé nhất. Vậy thì ở đây xuất phát ô trung tâm bây giờ chỉ còn mấy? Chỉ còn anh nào thôi nhỉ? Chỉ còn số 1 và số 2. Vậy thì muốn bé nhất thì cái số đứng đầu nó phải bé hơn đúng không? Do vậy sẽ có con đường ở đây là gì? Đi theo hướng số 1. Rồi đến đây có 2, 3 và 4. Số nào bé hơn thì robot sẽ chọn đi số đó. Đúng không? Ta đang tìm là gì cho nó đi số bé. Rồi đến đây có 2, có 7 và 0. Vậy thì nó sẽ đi theo hướng số bé hơn. Rồi đến đây chỉ còn một lựa chọn. Được mấy số rồi? 1, 2, 3. Rồi đến đây một lựa chọn duy nhất. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì đây là 4, đây là 2. 2 vẫn bé hơn. Đi tiếp. Được chưa? Như vậy nó sẽ đi được số bé nhất là 1, 2, 0, 3, 2, 2. Ok. 1, 2, 0, 3, 2, 2. Rồi. Và câu tiếp theo người ta hỏi là gì? Tổng của số lớn nhất và số bé nhất ở trên, tức là tổng của hai anh này. Dễ như ăn cơm đúng không? 4, 5, 3, 1, 2, 0 cộng 1, 2, 0 3, 2, 2. Rồi, 0 cộng 2 bằng 2, 2 cộng 2 là 4, 1 cộng 3 bằng 4, 3 cộng 0 bằng 3, 5 cộng 2 là 7, 4 cộng 1 bằng 5. Như vậy có 5, 7, 3, 4, 4, 2. Ok. 5, 7, 3, 4, 4, 2. Xong nhé. Rồi, đến đây chúng ta đã hoàn thành được tiết 1. Đừng quên là chia sẻ kênh và video này các em nhé.